Chào mừng tất cả các anh chị em trong cộng đồng Fire Trading quay trở lại với Fire Trading Channel. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2020, thì kể từ ngày hôm nay mình sẽ cố gắng mình duy trì những cái buổi Sunday Talk để mình đưa ra những cái nhận định và cập nhật cho các cái diễn biến tiếp theo của thị trường trong tuần tới, và dựa vào đó có thể giúp cho các bạn make a good decision theo những cái mã mà mình đưa ra những cái nhận định trong video vào ngày Chủ nhật các bạn ha. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về diễn biến của chỉ số S&P 500 trong tuần vừa rồi. Và chúng ta sẽ nói về cái setup của UVSY, Beyond the Mid. Chúng ta nói về Zoom, Tesla, Apple, OSTK, WKHS, SBCE, NIO, Doku và cuối cùng là mRNA. Thì trong cái buổi private meeting vào ngày hôm qua của nhóm mình á, thì chúng ta có tổng cộng là 22 cái ticker mà mình lựa chọn để mình cập nhật những cái diễn biến của nó cho tuần sau. Thì các bạn có thể thấy là cái sắc xanh á, và cái sắc đỏ nó bao phủ cũng khá là cân bằng đúng không? Nhưng mà tương đối là tuần sau á, một số cái mã ở bên cái tech sector đó thì mình nghĩ là nó bearish hơn một số cái mã ở những cái sector khác. Thì những sector nào và những cái mã nào mình lựa chọn nó là bearish hay là nó bullish dựa trên các cái setup về phân tích kỹ thuật của nó, thì mình sẽ phân tích và mình đưa ra cái những nhận định rất là kỹ lưỡng trong video ngày hôm nay. Các bạn hãy chú ý theo dõi đến đoạn cuối của video này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với chỉ số S&P 500. Cái chart này là chart SPX Future của S&P 500 các bạn. Đây là cái biểu đồ ngày của chỉ số này. Và nhìn ở trên cái biểu đồ ngày của nó đó, chúng ta hãy quan sát kỹ cái cây nến cuối cùng của ngày giao dịch ngày thứ sáu. Bạn thấy là trong suốt cái giai đoạn mà nó hồi phục từ cuối tháng 3, nửa cuối tháng 3 năm 2020, rõ ràng là chỉ số này nó đã dao động ở bên trên đường chỉ báo SMA 50 là cái đường màu xanh dương này các bạn. Xuyên suốt từ cái giai đoạn đó chưa có bất kỳ một thời điểm nào và chưa có bất kỳ một cây nến ngày nào mà nó đóng ở bên dưới cái đường chỉ báo SMA 50 này. Vậy thì cái bốn cái phiên diễn biến giao dịch của ngày thứ sáu, thứ năm, thứ tư và thứ ba, tức là cả tuần giao dịch vừa rồi, không có bất kỳ ngày nào mà có cây nến ngày nó đóng ở bên dưới cái đường chỉ báo này. Vậy thì điều này nó nói lên điều gì các bạn? Nó nói lên một điều là hiện tại là cái đường này á vẫn đang được xem là một cái đường defense rất là tốt cho cái xu hướng tăng của S&P 500. Nhưng mà cái quan điểm của mình là khác các bạn. Bởi vì đây là lần đầu tiên á nó hút về cái đường SMA 50 và nó hút về một cách mạnh mẽ đến như vậy. Có những cái thời điểm các bạn là những cái cây nến này nó đã đóng, sau đây nó đã dao động ở bên dưới cái đường SMA 50 rồi, nhưng mà cuối cùng phe bò họ vẫn bóc ngược cái cây nến đó và đóng cây nến ở bên trên cái đường SMA 50. Vậy thì ở đây chúng ta có dấu hiệu là buy the dip, tức là nó có một cái demand ở đây nó cũng tương đối là rất là đáng chú ý, nó mới giữ được cái cây nến này đóng ở bên trên cái đường chỉ báo rất là quan trọng này. Tức là phe bò họ có dấu hiệu là họ đỡ cho cái đợt giảm giá, cái đợt correction lần này. Nhưng mà mình nghĩ rằng á, cái lần chạm này á, có thể là nó sẽ thủng ở bên dưới cái đường SMA 50. Lý do tại sao? Chúng ta thấy là cái ngày cuối cùng thứ sáu nó đóng là một dạng cây nến mà trong kỹ thuật nó gọi là một cây nến là neutral doji. Tức là một cây nến có cái chân bên trên và chân bên dưới cũng không có chênh lệch nhau. Nếu mình nhìn ở đây thì mình nói là nó bằng nhau, đúng không bạn? Râu nến trên và râu nến dưới bằng nhau, tức là đây là một cây nến không có tính chất quyết định cái diễn biến tiếp theo của thị trường, tức là thị trường đang lưỡng lự, giữa hai phe đang lưỡng lự các bạn. Lý do tại sao? Bởi vì cái giá đóng cửa và giá mở cửa của phiên giao dịch ngày thứ sáu, các bạn nhìn ở trên đây nè, các bạn nhìn trên cái này, lúc nào mình chỉ vô nó sẽ hiện lên cái giá open và cái giá close. Cái giá open đó là 3342.3 và giá close của nó là 3338.3. Tức là các bạn thấy là gần như giá đóng cửa và giá mở cửa là bằng nhau, không có sự chênh lệch lớn các bạn. Tức là về cuối phiên, trong phiên giao dịch đó thì lúc là phe bò đang kiểm soát, lúc thì phe gấu đang kiểm soát. Nhưng mà về tới gần cuối phiên thì hai phe đồng ý với nhau rằng là ok, ta và mày sẽ chốt ở tại cái khu vực này, là cái cân bằng giữa bên mua và bên bán, không có ai kiểm soát thị trường thì ở thời điểm hiện tại cả. Nhưng mà dấu hiệu này á, nó cho mình thấy một điều á, là đây chỉ là một cái nhịp nghỉ dừng chân của phe gấu mà thôi. Rất có thể nha mọi người, rất có thể nó sẽ xảy ra hai kịch bản như vậy.
Bây giờ đó thì cái vùng giá đây nè, cái vùng giá là 33.400, alright, và cái vùng giá ở bên dưới này khoảng chừng là 33.26 sẽ là cái vùng quyết định cho cái xu hướng diễn biến tiếp theo của cái chỉ số S&P 500. Nếu như á, mà trong một vòng vài ngày tới ha, chỉ số này nó hồi phục và nó get above cái mốc 3.400 này các bạn, và nó quay trở lại nó bắt test á, thì khả năng nó sẽ tiếp tục cái diễn biến hồi phục của nó lên cái mốc tiếp theo như là 3.487, tức là cái mốc kháng cự tiếp theo của cái chỉ số này. Nhưng mà nếu như diễn biến của S&P 500 trong vòng một vài ngày tiếp theo, mình không biết là ngày hôm ngày ngày mai á, cái market open đó, hay là ngày hôm nay á, diễn biến của chỉ số S&P 500 nó mở cửa đó, nó có mở cửa ở bên dưới cái đường SMA 50 này nè, hoặc là nó có mở cửa ở bên dưới cái đường màu vàng này hay không, rồi nó sập luôn hay không á, thì mình không biết. Nhưng mà nếu mà cái tình huống đó nó diễn ra thì chúng ta có thể thấy là nó đã thoát ra khỏi cái điểm hỗ trợ, cái khu vực hỗ trợ của đường màu vàng này á, thì khả năng cái đợt correction này nó sẽ tiếp tục, nó tiếp diễn với những cái diễn biến phức tạp hơn mà chúng ta có thể chúng ta không lường trước được. Vậy thì cái mốc 3.400, alright, và 3.326 sẽ là khu vực để quyết định xu hướng tiếp theo. Nếu mà nó thủng cái này các bạn, và nó đóng nến ở bên dưới cái mốc 3.326 đây nè, đóng nến ngày ở bên dưới mốc 3.326, thì cái diễn biến downtrend nó sẽ còn tiếp diễn. Còn nếu như mà nó get above được cái 3.400 á, thì cái xu hướng hồi phục nó sẽ tiếp tục nó diễn ra. Nhưng mà mình cho rằng nó, cho dù cái diễn biến hồi phục nó có diễn ra đi chăng nữa, thì rất có thể nó cũng chỉ tạo ra một cái đỉnh mới này các bạn, thấp hơn so với đỉnh cũ, và nó vẫn còn khả năng để nó roll over. Các bạn thấy nó vẫn còn khả năng để nó roll over. Còn nếu như mà ngày hôm nay á, chỉ số S&P 500 mà nó dao động ở bên dưới cái đường SMA 50 và nó đóng cái nến ngày ở bên dưới cái đường SMA 50 đường màu xanh, thì chúng ta phải chuẩn bị cho cái đợt correction nó sẽ tiếp diễn, và nó tiếp diễn với các diễn biến không thể nào lường trước được. Rồi chúng ta chuyển sang cái chỉ số SPY. Đây là cái chỉ số giống như cái chỉ số SPX Future, nhưng mà nó không có cái gap các bạn. Nhưng mà nó khác biệt là nó sẽ có những cái gap, tại vì nó chỉ dao động 6 tiếng rưỡi trong một ngày thôi. Các bạn lưu ý ha. Thì trên cái biểu đồ ngày của SPY đó, nó cũng đang được hỗ trợ bởi cái đường SMA 50 nè, là cái đường defense line mà hồi nãy mình có nhắc ở bên cái chart bên kia. Thì cái đường này nó cũng y chang như setup của thằng này thôi các bạn. Tức là nếu như ngày mai mà chỉ số này nó gap down below cái SMA 50 á, thì chúng ta sẽ thấy thị trường sẽ có thể sẽ diễn ra những cái sẽ diễn ra những cái panic selling. Tức là khi mà chỉ số này nó đóng ở bên dưới, hoặc nó dao động ở bên dưới cái đường SMA 50, thì đó là cái bắt đầu của một cái xu hướng điều chỉnh. Bởi vì chúng ta thấy nè, trên cái biểu đồ 4 giờ của SPY đó, alright, nó đã tạo ra được đỉnh mới và đáy mới thấp hơn đỉnh cũ và đáy cũ. Chúng ta thấy là đỉnh đáy, cả hai cái đáy này nó đã thấp, đáy sau đã thấp hơn đáy trước và đỉnh sau đã thấp hơn đỉnh trước rồi. Đây là cái dấu hiệu đảo chiều xu hướng các bạn. Từ một xu hướng tăng nó đảo chiều sang một cái xu hướng giảm, và khi mà một khi mà phe gấu họ đã đảo chiều được xu hướng sang xu hướng giảm rồi đó, thì họ là những người đang nắm giữ và đang kiểm soát cái biến động của thị trường. Nó vẫn có thể nó cho phép giá nó hồi phục lên một chút xíu, nhưng mà nó vẫn duy trì ở bên dưới cái đỉnh liền kề gần nhất là các bạn, và nó roll over. Đó là kịch bản rất rất là dễ xảy ra, và kịch bản mà mình đã một lần đề cập ở trong cái video gần nhất, là video cách đây khoảng chừng 2 ngày, là chúng ta sẽ có cái pullback hay là một cái reversal. Thì đến thời điểm hiện nay nè, mình cho rằng á, là khả năng chúng ta có một cái reversal, tức là một cái dấu hiệu là đảo chiều xu hướng, tại vì khung 4 giờ nó đã chuyển sang cái downtrend rồi, từ cái uptrend nó chuyển sang thành cái downtrend với những cái lập luận mà mình đã đưa ra từ nãy tới giờ. Và khung 4 giờ là một khung thời gian rất là đáng chú ý các bạn, nó cũng không có khác gì mấy với khung ngày đâu. Cho nên khi mà khung 4 giờ nó đã chuyển sang bearish á, thì mình sẽ ưu tiên mình đánh bearish nhiều hơn là mình đánh bullish, tùy theo là những cái ticker mà mình muốn đánh bullish á, nó phải có setup cực kỳ tốt, và phe bò phải incomplete control á, thì mình mới dám đánh là bullish. Chứ còn trong cái market condition này mà chúng ta đánh bullish á, nó rất là nguy hiểm, bởi vì có thể là chúng ta đang đi ngược với lại cái diễn biến chung của thị trường. Tiếp theo đó là cái mã là mRNA. Đối với cái mã mRNA á, thì cái xu hướng ngắn hạn của nó trên khung 1 giờ đó,
thì mình thấy là nó có thể nó break lên trên khỏi cái giai đoạn củng cố nhỏ nhỏ này của nó các bạn. Nó có thể là break lên trên một chút xíu, nhưng mà nó sẽ gặp phải những cái ngưỡng cản như này. Thứ nhất là 63.40, hoặc là trường hợp mà tốt nhất các bạn, nghĩa là tốt nhất luôn á, thì nó có thể lên tới là 69.31. Nhưng mà mình nghĩ là cái target đầu tiên á, là 63.40 thì nó sẽ hợp lý hơn là 69 chấm chấm 50 mấy. Còn nếu mà chúng ta giao dịch ở trên khung giờ lớn hơn thì các bạn thấy như thế nào? Khung ngày nó đã hoàn toàn đã chuyển sang cái downtrend rồi, đỉnh đáy đỉnh đáy đỉnh đáy đỉnh đáy. Thì những cái khu vực như thế này các bạn là những cái khu vực bây giờ sẽ trở thành những cái mốc kháng cự. Các bạn thấy là 66.26 rồi bao nhiêu? 62.48, thì những khu vực này nó sẽ trở thành ngưỡng cản rất là lớn và nó có thể đạp giá lọt xuống tiếp. Đối với mình đó thì mRNA á, mình chờ cho nó go up và mình short ngược nó lại sẽ ổn hơn là mình đánh long. Tại vì các bạn đánh long bây giờ là các bạn đang đánh ngược với lại cái hướng đi của khung ngày. Mà chúng ta đánh ngược với hướng đi của khung ngày á, nó rủi ro rất là cao. Doku cũng là một dạng đang cũng dạng setup là bearish. Mình chờ Doku á, cái phiên giao dịch thứ năm và thứ sáu vừa rồi của nó, cái lượng bán của nó cũng không có gì là đột biến các bạn. Thì mình sẽ chờ cho Roku nó hồi lên. Nó có thể hồi lên như thế này xong rồi nó roll. Khả năng mà nó hồi về cái đường kháng cự ở đường hỗ trợ xu hướng này cũ này nè. Bây giờ nó trở thành kháng cự đó mà nó roll đó. Cái kịch bản này vẫn có thể xảy ra các bạn, cũng có thể xảy ra nhưng mà mình nghĩ là cái phần trăm nó thấp hơn, tức là nó có thể hồi lên tới là 219. Hồi lên tới 219 từ cái mức là 197 hiện tại á thì mình cho rằng là hơi 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 quá sức, tức là nó phải hồi lên tới gần cả 11%. Mình có thể là nó chỉ hồi lên như vậy thôi các bạn. Nó chỉ hồi lên khoảng chừng là 205. Rồi. Nó roll. Tức là chúng ta sẽ có hai mốc là 205 và 219. Một trong hai mốc đó, mình cho rằng đây là một cái setup để chúng ta đánh bearish, nó đánh short chứ không nên đánh long. Con Neo là một trong những con có setup rất là bullish. Bạn thấy là Neo nó được hỗ trợ bởi đường kháng cự chéo, nó được hỗ trợ bởi cái đường hỗ trợ nằm ngang, đường hỗ trợ nằm ngang. Thì toàn bộ cái vùng giá này của Neo này các bạn, nó hoàn toàn nó có thể nó về nó test cái đường màu vàng này và sau đó nó bật ngược lên. Cho nên cái setup này là setup là mình chờ nó về nó test để mình long theo cái hướng đi của nó, chứ mình không đánh ngược cái hướng đi của nó. Đánh short thời điểm này là cực kỳ nguy hiểm. Cái SBCE thì sao? Chúng ta vẽ được cái đường kháng cự chéo như vậy, nối qua đỉnh 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 đỉnh, nó test và nó không thành công các bạn. Nó test cái đường kháng cự chéo này nó không thành công và hiện tại nó đang dao động ở bên dưới cái đường kháng cự chéo này. Thì mình sẽ chờ cho tới khi nào á, mà SBCE á, nó bật ngược lên trên cái đường màu vàng này, nó test ngược trở lại thì lúc này mình mới vào lệnh. Đây chính là cái điểm entry của mình. Thì khoảng chừng là bao nhiêu? Khoảng chừng là 17 chấm, 17 chấm mấy. Mình muốn nhắc lại là đối với bất kỳ một cái setup nào á, thì các bạn vẫn phải có cái điểm entry và cái điểm stop loss, tức là chúng ta phải biết chúng ta dừng lỗ ở đâu. Trong cái phạm video này mình không thể nào mình giải thích cho các bạn đầy đủ những cái kiến thức để các bạn có thể áp dụng liên quan tới các cái lệnh dừng lỗ, là làm cái nào để chúng ta dừng lỗ thời điểm nào, đâu là mức giá chúng ta dừng lỗ. Nó có rất là cách, nhiều cách kết hợp khác nhau, có tới 5 cách để chúng ta dừng lỗ lần các bạn. Thì những cách đó mình trình bày rất là cụ thể và rất là chi tiết trong các khóa học dành cho các học viên của Fire Trading. Cho nên nếu mà trong setup của SBC này các bạn vô giá 17 á, các bạn muốn stop loss ở đâu là tùy theo cái risk tolerance của các bạn, là cái rủi ro mà các bạn có thể chấp nhận tối đa. Nhưng mà bắt buộc phải có stop loss, bởi vì chúng ta không biết được chắc chắn setup này nó có diễn ra hay không. Cho nên chúng ta phải bảo vệ tài khoản của chúng ta bằng các cái lệnh stop loss. Các bạn lưu ý ha. WKHS thì nó cũng y chang như NEO thôi các bạn. Mình thấy là nó đang rất là bullish. Nếu mà mình đánh ngày mai mà mình vô mình đánh luôn á, thì mình sẽ đánh như vậy. Mình chấp nhận mình lỗ khoảng chừng là 6% và mình kỳ vọng là mình nó sẽ đạt được cái mục tiêu là hai lần lợi nhuận kiểu như vậy các bạn. Tức là nó lên khoảng chừng là 26.6 là mình out, tức là ăn được khoảng chừng là 12 cho tới 13%. OSTK á, thì mình có cập nhật ở trên các group của cộng đồng á, mình vẽ được một cái setup kiểu như vậy. Thì mình cho rằng là OSTK nó hoàn toàn nó có thể trôi về đây, nó có thể hồi lên một vài nhịp các bạn, nhưng mà nó có thể nó trôi về cái vùng giá khoảng chừng là 50. Mình cho là 50 là nó sẽ gặp phải là cái vùng là hỗ trợ cứng ở đây nè, kháng cự cũ nè, nó trở thành hỗ trợ mới nè, là ngay tại khu vực 50 nó sẽ an toàn hơn cho chúng ta. Và đây sẽ là cái vùng mình canh để mình mua vô và mình chờ nó hồi phục ngược trở lại. Apple với Tesla thì sao? Apple đó thì mình thấy như vậy. Các bạn nhìn thấy là những cái đỉnh và những cái đỉnh ở trên khung 1 giờ nó vẫn đang duy trì những cái đỉnh sâu thấp hơn đỉnh trước rất là chắc chắn, đúng không?
thì bất kỳ một cái hội được hồi phục nào của Apple đó, nó cũng là cơ hội để cho phe gấu họ short thêm, tức là họ add thêm cái position các bạn, họ bơm thêm lệnh vô, họ bơm thêm lệnh vô thì nó vẫn có thể nó tiếp tục nó roll over. Mình cho rằng là nếu như cái diễn biến của S&P 500 trong tuần tới mà nó dao động ở bên dưới cái đường SMA 50 đó thì Apple sẽ khó tránh được cái tình trạng là sell off, bởi vì cái giá mục tiêu của Apple, giá mục tiêu thứ nhất các bạn là xuống tới là 106 lận. Hiện tại là 112, 106 thì chỉ có 6 point thôi. Nhưng mà cái giá mục tiêu mà mình kỳ vọng Apple mua vô mà an toàn đó là khoảng 96, tức là nó sẽ fill luôn hai cái gap, hai cái đoạn gap này. Ha. Tesla thì sao? Tesla thì nó có hai setup. Mình sẽ chỉ ra cho các bạn hai setup như thế nào. Khung 1 giờ đó thì mình nhìn cái setup này đó. Ok, mình thấy đây là một cái bear flag, tức là một cái cờ hiệu giảm giá. Mình vẽ cờ hiệu giảm giá. Các bạn chuyển sang khung 4 giờ là các bạn cũng sẽ thấy cái cờ hiệu giảm giá này nó khá là rõ ràng. Tuy nhiên, mình mở ở trên khung 1 giờ thì có một số bạn học viên trong nhóm mình đó, bạn có đưa ra một số nhận định đó, đây là một cái setup rất là bullish. Tức là chúng ta có cái gì các bạn? Chúng ta có một cái dạng giống như là một mẫu hình tam giác hướng xuống đúng không ạ? Và chúng ta có cái sóng tăng trước đó thì mình cho rằng là nó có thể Tesla trong tuần tới về ngắn hạn nha, cái này là ngắn hạn chứ không có nói dài hạn nha các bạn, hay là trung hạn. Nó có thể push lên tới khoảng chừng là 115, 116 là tới cái chỗ này nè bạn, tới cái chỗ mà nó fill cái gap này và nó khựng lại ở đây. Thì rõ ràng là Tesla nếu mà đúng setup này nó có thể tăng được khoảng bao nhiêu ạ? Khoảng chừng là 11 cho tới 12% cũng tương đối là hấp dẫn đúng không ạ? Zoom thì mình thấy nó cũng có một cái dạng setup tương tự như vậy, đó là một cái dạng flat, hay mình gọi là một cái bullish flat. Nó có tăng lên hay không, nó có break ra khỏi cái flat này hay không thì mình sẽ chờ nó break ra để mình vào lệnh mà. Chứ mình sẽ không có đoán trước, xem thử. Nói chung là những cái mã như vậy nè, Tesla, Apple, Zoom này nọ đó, là những cái mã mà ngày thứ hai này nó sẽ phải di chuyển và chắc chắn là nó sẽ phải di chuyển. Một là go up, hai là go down. Nhưng mà đa phần những setup này á, thì mình có thiên về cái hướng là nó go up a little bit. Nhưng mà nếu như mà SPY nó open gap down mà là big gap down hay là nó giảm 0,5% gì đó thì những cái setup bullish như của Zoom nè hay là của Tesla nè cũng rất là khó có tiềm năng, có tiềm năng lớn. BYND thì mình thấy khi mà mình vẽ xong cái đường kháng cự chéo này á, right, nó sẽ trở thành một cái mốc hỗ trợ quan trọng. Các bạn thấy là ngày hôm thứ sáu, các bạn thấy là nó support cái BYND ngay tại cái mức giá là 132.5 liền, các bạn thấy không ạ? Nhưng mà mình cho rằng là BYND á, với cái lượng bán mà đột biến như cái phiên như mấy cái phiên thứ năm và thứ sáu vừa rồi các bạn, thì mình cho rằng BYD nó có thể rớt below cái đường màu vàng này luôn, và nó sẽ tạo ra được một cái đáy mới ở đâu đó ngay chỗ đây, cao hơn so với đáy cũ, nó đẩy ngược lên trở lại thì đây mới là khu vực mình vào lệnh các bạn. Đây là cái chỗ mà mình sẽ thắt cái entry để mình vào lệnh ở chỗ đây. UVSY sẽ là cái mã cuối cùng mà chúng ta sẽ cover trong video ngày hôm nay. Đối với UVSY á, thì lúc trước á, trong cái nhận định là lần trước á, mình đưa ra cái nhận định là nó sẽ rơi vào cái vùng giá khoảng chừng là 23. Alright. Cho đến cái mức giá khoảng chừng là 21.20, 21.4. Các bạn thấy là trong toàn bộ cái diễn biến này nè, không có nhiều lý do để chúng ta vào lệnh long ở tại khu vực này. Dựa trên cái nhận định đó, lý do tại sao? Đây là khu vực mà mình đưa ra nhận định là nó sẽ rơi vào đây đúng không ạ? Chúng ta chuyển sang khung là 15 phút á, thì chúng ta sẽ thấy tình huống này liền. Sorry các bạn. Tại vì khung 15 phút á, thì chúng ta chưa có bất kỳ một cái dấu hiệu nào cho thấy cái tín hiệu đảo chiều nó đi lên cả. Tức là nó phải có đầy đủ là đáy và đỉnh sau cao hơn đáy và đỉnh trước. Nhưng mà toàn bộ giai đoạn này chúng ta không hề nhìn thấy dấu hiệu đó, mà nó toàn là going down không ạ? Với đáy và đỉnh sau thấp hơn đáy và đỉnh trước, đáy đỉnh sau thấp hơn đáy đỉnh trước và đáy đỉnh sau thấp hơn đáy đỉnh trước đó. Đây là một cái dấu hiệu là bearish vẫn rất là mạnh mẽ. Cho nên là không có lý do để chúng ta vào, mặc dù là giá UVSY nó đã drop vào bên trong cái vùng mà mình dự kiến. Bây giờ để chúng ta mở sang khung lớn hơn thì chúng ta thấy rõ ràng á, là kịch bản mà nó có thể test cái vùng tiếp theo là bao nhiêu các bạn? Là khoảng chừng là 20.48 là tương đối cao. Bởi vì với cái cây nến full body mà đã lè như vậy á, hôm thứ sáu á, thì khả năng nó về để hit thở 20.48, lúc đó mình mới tiếp tục mình theo dõi cái diễn biến của UVSY này. Và để mình mua được á, thì chắc chắn là khung 15 phút nó phải có đảo chiều như vậy các bạn.
thì mình mới nhảy vô mình mua, tức là nó đảo chiều với đỉnh và đáy sau á cao hơn đỉnh và đáy trước. Lúc đó nó đã thực sự nó đảo chiều, còn không thì nó sẽ vẫn còn tiếp tục cái xu hướng downtrend của nó, rất là nguy hiểm. Con này chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết là nó có quay trở về lại, nó test cái mốc hỗ trợ này của nó hay không. Mốc hỗ trợ gần nhất của nó là bao nhiêu các bạn? Khoảng là 18.75 lần đó. Nó hoàn toàn nó có thể về đây nó test là chuyện bình thường ha. Thì chúng ta sẽ có khoảng chừng là gần 10% drop nữa thì nó mới tới được cái vùng hỗ trợ cứng mà chúng ta kỳ vọng ở đây. Và không có một ai đảm bảo rằng cái vùng hỗ trợ cứng này sẽ giữ được hay là không giữ được. Mình cho rằng nếu mà nó xuống đây thì nó sẽ có một cái reaction cũng tương đối là mạnh chỗ đây các bạn. Nhưng mà nó hồi được mạnh hay không, hay là nó có đảo được cái trend hay không thì không một ai nói trước được. Không ai nói trước được, mà mình chỉ quan sát và mình theo dõi trên những cái khung giờ nhỏ hơn để mình tìm các cái dấu hiệu đảo chiều mà thôi. Ha, đó là toàn bộ cập nhật của video ngày hôm nay, Sunday Talk, ngày 13 tháng 9 năm 2020. Cảm ơn thời gian của tất cả các anh chị em trong cộng đồng để dành cho Fire Trading, và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trong các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Happy Sunday tất cả các anh chị em trong cộng đồng của Fire Trading. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết toàn bộ video của buổi Sunday Talk sẽ diễn ra hàng tuần vào ngày Chủ nhật. Mục đích của cái buổi Sunday Talk này là mình sẽ cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quát về thị trường trong tuần giao dịch tiếp theo, và hy vọng là dựa theo những cái phân tích của mình, những nhận định cá nhân của mình, các bạn có thể đưa ra những quyết định giao dịch một cách hợp lý, giảm thiểu rủi ro và đạt được những kết quả giao dịch mong muốn trong các diễn biến tiếp theo của thị trường. Thì Fire Trading Channel sẽ tổ chức một cái khóa học cuối cùng trong năm 2020, sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 9 năm 2020. Thì chúng ta sẽ được học những cái chủ đề gì trong khóa học này, và đối tượng của nó là dành cho những anh chị em nào. Thì khóa học này á là đã là khóa học thứ 13, 14 gì đó mình đã tổ chức xuyên suốt cái quá trình hình thành của Fire Trading, và nó đã đạt được cái sự thành công và thu hút một số lượng học viên khá là lớn. Trong khóa học này các bạn sẽ được học về kỹ năng giao dịch, và khóa học bao gồm tất cả các kiến thức về phân tích kỹ thuật. Trong khóa học mình sẽ đào tạo các bạn về cách chúng ta đọc biểu đồ, cách chúng ta nhận biết cái khu vực mua bán hợp lý, và quan trọng nhất đó là cái kỹ năng quản lý rủi ro. Bởi vì trong thị trường này chúng ta cần nắm cái kỹ năng quản lý rủi ro về cái risk management để chúng ta đảm bảo được cái rủi ro là tối thiểu trước khi chúng ta nghĩ đến việc là chúng ta có thể make profit từ các cái lệnh giao dịch đó hay không. Và trong quá trình mà chúng ta học đó, thì chúng ta sẽ được hỗ trợ during trading hour, giúp cho các bạn ra được những quyết định giao dịch ngay trong cái phiên giao dịch nếu như các bạn có những cái câu hỏi thắc mắc về chart, về biểu đồ, hay là về cái biến động giá mà các bạn còn thắc mắc hay các bạn còn mơ hồ, thì mình sẽ giúp cho các bạn đưa ra được những quyết định giao dịch như vậy. Đó là quyền lợi của tất cả các anh chị em học viên. Ngoài ra trong cái khóa học này các bạn sẽ học về những chủ đề rất là đơn giản, như là khi nào mà chúng ta cần take profit, tức là khi mà các bạn đi vào một cái lệnh mà các bạn đã đi đúng hướng rồi, các bạn cần take profit khi nào, hoặc là khi nào các bạn phải chấp nhận, các bạn phải cắt lỗ cho một cái lệnh giao dịch mà chúng ta đi ngược hướng thị trường. Thì nói chung đó là những cái đến những chủ đề cơ bản về cái khóa học này, và nó sẽ diễn ra liên tục trong vòng một tháng. Thì chúng ta sẽ học một tuần như vậy, chúng ta sẽ học khoảng từ 2 cho tới 3 buổi vào các cái buổi tối và buổi sáng vào các ngày cuối tuần và trong tuần. Thì những buổi học này chúng ta sẽ được record lại, cho nên nó rất là phù hợp cho tất cả các anh chị em học viên. Cho dù chúng ta có bận hay chúng ta phải làm full time job thì chúng ta vẫn có rất là nhiều thời gian chúng ta có thể theo cái khóa học này. Và cái quyền lợi của học viên sẽ kéo dài trong khoảng chừng 6 tháng. Thì với 6 tháng đó, lý do mình đưa ra cái thời gian 6 tháng là bởi vì mình nghĩ rằng một cái learning curve dành cho một anh chị em newbie mới hoàn toàn với thị trường á, hoặc là mới hoàn toàn với cái kiến thức về phân tích kỹ thuật, chúng ta cần ít nhất nửa năm để chúng ta làm quen với những cái kiến thức về phân tích kỹ thuật, và chúng ta cần ngần ấy thời gian để chúng ta đảm bảo được rằng là chúng ta nắm các kiến thức này và chúng ta có thể áp dụng ngược lại về vào thị trường. Cho nên mình mới đưa ra một cái khoảng thời gian là 6 tháng như vậy để mình hỗ trợ cho các bạn. Chúng ta sẽ học là học trong vòng 1 tháng, và chúng ta sẽ dành 5 tháng còn lại để mình hỗ trợ kiến thức, và các bạn được phép
học lại thêm một lần nữa nếu như cảm thấy kiến thức của các bạn chưa vững. Cho nên đó là cái quyền lợi rất là lớn mình dành cho tất cả các anh chị em học viên tham gia vào cái chương trình đào tạo của Fire Trading, và hy vọng là mình sẽ gặp lại các bạn trong các khóa học tiếp theo của Fire Trading diễn ra vào ngày 26 tháng 9 năm 2020. Các bạn có nhu cầu ghi danh, các bạn có thể click vào đường link below cái video này. Các bạn sẽ thấy cái đường link các bạn đăng ký, các bạn cứ điền các cái đầy đủ các thông tin vào đó và mình sẽ liên lạc cho các bạn sau khi mình nhận được những cái thông tin như vậy. Hoặc là các bạn có thể liên lạc trực tiếp với mình qua Facebook, qua Telegram, là qua Twitter, những cái kênh liên lạc, những cái kênh contact của mình để các bạn có thể nhận được những giải đáp thắc mắc về khóa học trước khi các bạn quyết định các bạn tham gia vào chương trình này. Các bạn hãy tranh thủ ha. Đây là chương trình đào tạo cuối cùng của Fire Trading trong năm 2020. Và năm sau chúng ta sẽ có những cái nội dung khác, chúng ta sẽ có những cái chương trình khác, và mình sẽ mong rằng là mình sẽ giới thiệu các bạn một cái nội dung đào tạo mới, cập nhật và đem lại được những cái kiến thức rất là có giá trị cho những anh chị em có đam mê trong lĩnh vực này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.